Chiều ngày 19 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người cướp tài sản xảy ra ngày 16 tháng 7 tại xã Kim Trung, huyện Đông Anh. Nạn nhân là anh Đặng Đông Dương, sinh năm 1998, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, ngụ tại quận Bắc Từ Liêm, làm tài xế xe công nghệ. Nghi phạm Lê Văn Công, sinh năm 1990, không có nghề nghiệp ổn định, không có tiền tiêu xài, nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản của tài xế xe công nghệ. Khoảng 20 giờ ngày 16 tháng 7, Công mang theo một con dao đến bến xe Mỹ Đình để tìm bị hại. Lúc này, Công gặp anh Dương đang điều khiển xe máy một mình, nên thuê anh Dương chở về xã Nam Hồng, huyện Đông Anh với giá 100.000 đồng. Công yêu cầu anh Dương rẽ vào đường bê tông đi ra Nghĩa Trang, thôn Bầu, xã Kim Trung. Khi đến khu vực không có người qua lại, Công yêu cầu anh Dương dừng xe rồi đâm liên tiếp 3 nhát dao khiến nạn nhân nằm gục, rồi lấy hết tài sản rời đi. Đến chiều ngày 18 tháng 7, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Văn Công khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng. Ngày 19 tháng 7, đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh An Giang cho biết đã tổ chức đoàn thăm hỏi bé T, 14 tuổi, là nạn nhân bị cha dượng hành hạ dã man, đốt dương vật. Đồng thời yêu cầu mở rộng điều tra vụ việc vì có nghi vấn Hòa ngoài hành hạ bé T, có thể cũng đã hành hạ cả bé gái tên M, 13 tuổi, em ruột của T. Thậm chí không loại trừ khả năng đối tượng Hòa còn xâm hại tình dục bé M. Trước đó, ngày 17 tháng 7, Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự nghi phạm Trần Thanh Hòa, 26 tuổi, ngụ ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang để điều tra hành vi cố ý gây thương tích đối với bé T, 14 tuổi, con riêng của chị B, là người sống với Hòa như vợ chồng. Dù bị đối tượng Hòa liên tục hành hạ, đánh đập, nhận đầu vô thùng nước, dùng lửa đốt dương vật, nhưng do quá sợ hãi nên khi hàng xóm trình báo, cơ quan chức năng vào cuộc, T không dám nói bị cha dượng bạo hành, mà nói mình tự té. Sau khi được vận động thuyết phục, T mới nói thật rằng mình liên tục bị Hòa bạo hành. Trong khi tự bào chữa tại phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu, chiều ngày 19 tháng 7, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu thiếu tướng, cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội, liên tục nói về quá trình giúp bị cáo Hằng và Sơn chỉ vì tình thương, nhưng cũng thừa nhận đây là sự việc đau lòng. Theo hồ sơ, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc phạm vào tội môi giới hối lộ, với số tiền môi giới là 2,65 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 62 tỷ đồng. Đây là khoản tiền mà bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu phó tổng giám đốc công ty Blue Sky, đưa để nhờ bị cáo Tuấn chạy án. Tại phần tự bào chữa, bị cáo Hoàng Văn Hưng, lúc đó là điều tra viên chính vụ án, liên tục nói có nhận chiếc cặp số từ Nguyễn Anh Tuấn thông qua một tài xế của công an quận Tây Hồ. Nhưng trong cặp chỉ có 4 chai rượu vang và chiếc cặp không có khóa. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn khẳng định trong cặp có 450.000 đô la Mỹ. Đây là số tiền được Hằng chuyển cho Hưng để lo chạy án. Tự bào chữa, bị cáo Tuấn khẳng định trong cặp là tiền và nhắn nhủ với Hoàng Văn Hưng tại tòa rằng nói trong cặp số là đựng rượu là trơ tráo quá. Không ai bỏ rượu vào cặp số làm gì. Anh em chúng mình từng được biếu rất nhiều rượu. Không ai để rượu vào cặp số. Kết thúc phần tự bào chữa, bị cáo Tuấn mong hội đồng xét xử xem xét các khía cạnh có thể chiếu cố được vì đang mắc bệnh hiểm nghèo, đang bị ung thư thực quản từ cuối năm 2021. Chiều ngày 19 tháng 7, ông Lê Ngọc Danh, hạt trưởng hạt Kiểm Lâm huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Kiểm Lâm, Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hương Sơn, Bộ đội Biên phòng, đơn vị quản lý rừng và chính quyền địa phương đã trực tiếp vào kiểm tra hiện trường, nơi phát hiện cá thể voi rừng chết tại tiểu khu 33. Cá thể này là voi cái khoảng 35-40 tuổi, cân nặng khoảng 2,5-2,7 tấn, chết cách đây khoảng 15-20 ngày, do tuổi già, không phát hiện sự tác động nào từ bên ngoài. Cơ quan chức năng đang tính 3 phương án để xử lý xác voi này, gồm bàn giao xác cho các cơ sở nghiên cứu khoa học, bàn giao cho các vườn quốc gia để làm mẫu vật trưng bày, tiêu hủy tại chỗ bằng cách chôn lấp đảm bảo vệ sinh môi trường. Sáng ngày 19 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án sản xuất buôn bán hàng giả, cùng bị đưa ra xét xử với bị cáo Trần Hùng, cựu chuyên viên chính Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương. Còn có 35 bị cáo khác hầu tòa với cáo buộc sản xuất buôn bán hàng giả, sản xuất hàng giả, buôn bán hàng giả, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo hồ sơ vụ án năm 2020, công ty Phú Hưng Phát bị đội quản lý thị trường số 17 kiểm tra thu giữ hơn 27.300 quyển sách giáo khoa do không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Bị cáo Cao Minh Thuận, giám đốc công ty Phú Hưng Phát cho biết, bị cáo Trần Hùng là người trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra nên liên hệ đề nghị giúp đỡ để được xử lý nhẹ. Bị cáo Trần Hùng đồng ý với đề nghị của Thuận, nhưng yêu cầu người này phải chỉ điểm một số cơ sở in lậu sách khác. Thuận sau đó thông qua Nguyễn Duy Hải, lao động tự do, để gặp bị cáo Hùng, ngỏ ý chi 400 triệu đồng. Sau lần trao đổi với Hải, bị cáo Hùng đã hướng dẫn các bị cáo thay đổi lời khai về nguồn gốc, chuyển thành sách do người khác mang đến ký gửi. Bên cạnh đó, bị cáo Trần Hùng còn gọi điện thoại chỉ đạo Lê Việt Phương, cựu phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 17, tạo điều kiện giúp đỡ Thuận theo hướng xử lý hành chính. Ngày 14 tháng 7 năm 2020, Hải mang 300 triệu đồng của Thuận để trong túi ni lông màu đen đến phòng làm việc của bị cáo Hùng. Quá trình điều tra, bị cáo Trần Hùng không thừa nhận cáo buộc nhận hối lộ. Bên cạnh đó, bị cáo Thuận khai nhiều lần đưa tổng số tiền 330 triệu đồng cho Lê Việt Phương và đội quản lý thị trường số 17. Sau đó, Phương chia cho hai thuộc cấp 11 triệu đồng. Sáng ngày 19 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và đại diện lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi các nạn nhân của vụ tai nạn trên đèo Khánh Lê. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, 9 nạn nhân người Trung Quốc bị thương trong vụ tai nạn sức khỏe đã ổn định, không có ca nặng. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Ban An toàn Giao thông tỉnh Khánh Hòa trao hỗ trợ cho mỗi bệnh nhân bị thương 2 triệu đồng, gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng. Trước đó, vụ tai nạn xảy ra chiều ngày 18 tháng 7 trên quốc lộ 27C thuộc địa phận thôn Bố Lang, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Lúc này, ô tô khách do ông Hồ Ngọc Hưng, 58 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, cầm lái, chạy trên quốc lộ 27C, hướng thành phố Đà Lạt đi thành phố Nha Trang. Trên xe chở 24 người, trong đó 21 du khách Trung Quốc và hai hướng dẫn viên người Việt. Khi đến địa phận xã Sơn Thái, ô tô khách mất lái lật nghiêng, làm 4 người Trung Quốc tử vong. Theo công an tỉnh Khánh Hòa, tài xế Hồ Ngọc Hưng khai khi đổ đèo, xe bị mất thắng dẫn đến vụ tai nạn. Kết quả đo nồng độ cồn, chất ma túy của tài xế Hưng là âm tính. Còn ô tô bị nạn đang có hạn đăng kiểm đến ngày 27 tháng 7 năm 2023.